Chào các bạn nha. Hôm nay thầy trò Thanh Cao đi thăm lờ nha. Mỗi ngày là đi hai ngày thăm mà. Do bữa nay hôm nay mình mắc công việc mình đi giao lo, không có nhà nên lờ nay chắc cũng dính cá nhiều lắm rồi đó. Bây giờ thầy trò Thanh Cao chuẩn bị đi thăm nha, quay cho các bạn xem luôn. Tiếp tục thăm lờ nha các bạn. Nay buồn quá là bị ổn trời. Còn vẫn đâu bị lấy nữa chứ. Ô, có. Ô, cá rô. Được cá rô quá trời bự. Cá rô mề luôn. Không, đã không? Quá đã ha. Nay nước nó giật bớt rồi, cái cá nó ít hơn mọi ngày. Mọi ngày nước sâu quá, cái cá nó nhiều. Cá này về kho khô thầy luôn. Chỉ được mấy cá sặc. Xà bá luôn không?
Ê, đủ vốn à. Đi thăm lờ xong rồi mới đi về đi giao lo bánh trang đó các bạn. Lờ này là cái đam mê của mình. Mang cá sặc luôn. Một khô rồi ăn cho nó ngon lành cái. Cá sặc. Đây, cá sặc này. Nãy bị đạo tặc lụm hết hai cái lờ. Rồi gặp hai cái lờ ngay là chiến không nữa. Là chiến lờ chạy cá nhiều là nó lấy luôn lờ à. Chứ cái lờ này có mấy chục ngàn à, nó không có ăn cắp lờ đâu mà cá dính vô nhiều quá cái nó lấy luôn lờ. Ê, tiếp tục thăm lờ thôi anh em ơi. Bị đạo tặc ăn cắp hết hai cái rồi. Đây là hành trình đi thăm lờ nha các bạn. Hôm nay bỏ mấy cái lờ mà mình không có ở nhà, cái người ta cũng thầm mớ rồi một mớ, cái thầm có cá ăn cái nó lấy luôn, lấy luôn. À, thay vì bắt cá ăn đi, bỏ cái lờ lại cho thanh cao mà không bỏ, lấy luôn lờ. Nó ướt lên tới trên nữa, lờ này có cá rồi không? Cá nó ngớp, nó ướt lên tới trên luôn á. Để xuống rồi. Ồ, cá rô biển không? Hết cá rồi. Mấy ngày rồi mà chạy có mấy con. Cá nhỏ thì kho khô tiêu, cá bự thì chiên. Đây, nhiều khi mấy con cá nhỏ nhỏ là ăn mấy ngon nè, mình kho nó mới thấm vô. Cạo giải sạch sẽ là kho quất liền. Rồi, ok. Cầm dép luôn. Bữa nay chắc đủ cá kho khô à, chứ không có trúng mắn như bữa. Thì có bữa vậy bữa khác chứ. Ồ, một măng. Chút vô. Dốc vô qua bác hai lấy dao vô. Nè, măng của nhà của mình nè. À. Đó, 3-1 luôn. Chút vô lấy dao để chặt để nó già. Rồi chạy ra chợ mua cái giò heo chiều nay làm giò heo thầm ăn thật ý à. Hết cái này được cái kia, được thiên nhiên ưu đãi. Mình trồng 4 bộ măng mà nó ra nhiều khi đổ được là ăn hết luôn. Cái này là cái ăn ủi nè. Chứ nãy giờ còn cái này ăn ủi đây có không? Không có rồi, nếu mà có cá mình đi tới đi lui là rụt rịch cái lợn này. Không có rồi. Ô, quá vô, quá đã các bạn ơi. Ô, quá vô rồi, trời ơi, cá gì hết, biết cá luôn.
này là mình phải ship lại đổ ra. Một chiếc cá rùa biển quá bự, ship lại cái đổ ra. Vô rồi, quá trời bự cá rùa biển nè. Này mình ship lại vậy ha, có cần mình cút ra nè. Đó, dữ không, quá dữ luôn. Con này ăn mấy đã nè, không chà bá luôn. Đó, chịu cực chút mà có cá khô khô rồi ha. Ê, chịu cực chút là có cá ăn rồi. Cá khô khô là thầy, nhỏ nhỏ vậy chứ ăn nó ngon, nó thấm, nó ngọt. Cá sặc mà, cá sặc thịt nó ngọt lắm. Ăn cá nóc rồi mình rõ rồi, cá nóc nó độc lắm. Ký rồi đó, vậy chứ là ăn ký rồi nha các bạn. Lớp gió thành bão thôi, thấy vậy chứ là ăn ký lô rồi đó. Cái cây nữa. Ấy, cái cây. Cây mà tét rồi. Đảo vậy đi, giờ bữa thay cây. Ừ. Cái này không có rồi, giờ rồi. Tắt tắt đi sao. Còn cá lóc. Còn cá lóc, còn cá sặc, còn cá thác lát. Một con cá thác lát. Ê, ê. À, gặp cá mừng cái bắt rung tay luôn. Để giờ bữa nước nó, thủy triều nó dâng lên là có cá à. Giờ nước nó rút lên cái cá nó cống nó tiêu ra rồi. À, hôm nay 5-6 ngày quên giấu luôn. Nay ngày nó là ngày thứ 6 rồi vậy, mới thăm nó. Quên giấu luôn. Đá, cái dày đá. Quá đã vậy ta. Để vô đây có cua nữa. Nó 5-6 ngày luôn. 3 con cá sặc, 1 con cá dày. À, thấy đi không? Cá này ăn mới ngon nha các bạn. Hổm đặt xong mà cái quên giấu, không biết đặt chỗ nào. Con cua, cua này cua Bắc Kinh nha. Đây, cua này kêu cua Bắc Kinh nè. Tại sao biết kêu cua Bắc Kinh không? Bắc dưới Kinh á, chứ không phải là bên Bắc Kinh Trung Quốc nha. Đó, ngon lành. Ok, đi thôi. Nó nhét tao bỏ đâu rồi. Ây da. Tuy cực mà vui. Tuy cực mà vui. Ô, vô mánh, vô mánh, vô mánh, vô mánh, vô mánh.
thấy cực mà vui. Vô mánh rồi, cá gì? Quá trời bự luôn. Cái này mình phải tháo ra mình giặt lại ha. Nó đóng riêu vậy nè, là cá nó ít vô lắm. Nhưng mà mình cũng hên. Cái này là dính được con cá dài bự. Đó, ấy da, thì cực mà vui. À, các bạn ở Sài Gòn đâu có thấy cảnh này phải không? Chỉ có Thanh Cao mới được tận hưởng đến cái cuộc sống của người nông dân thôi. À, chân chất thật tình. Đó, có cá ăn là vui rồi ha. Giờ mình dỡ cái lờ ra, đổ ra cái bắt đầu mình vệ sinh đó, mình đặt lại ha. Tại do nó đóng riêu vậy nè, là cá nó không có thấy cái bóng nó không vô. Chứ mỗi ngày là cá này là để mấy ngày nó dính dữ lắm á. Quá trời cá rồi, vô mánh rồi. Còn tới mấy cái lận. Ở dưới là như còn 5 cái, 6 cái lận. Giờ mình đi vệ sinh đó. Mình phải giặt cái này. Nó sạch vậy đó. Nó sạch vậy, cá nó mới nha dạng vô. Còn mình làm bị đóng riêu, cái cá nó không có dám vô. Nó không có thấy cái bóng của cái lờ, không thấy cái bóng của nó. Cũng như con cá nó đi ngoài á, nó lộ ngoài cái dạ cái bóng nó vô đây thì nó tưởng đâu đồng bọn nó nằm ở trong đây nó mới chạy vô. Ok. Rồi. Xong nghe anh em. Bây giờ còn mấy cái nữa được chỉnh ký nữa thôi. Ngủ hả vậy? Tới chỗ nghe các bạn. Đây được 3-1 ha. 1-1 nè. Quá trời bự luôn. 2-1 nè, 3-1 nè. Về hầm giò heo. Gặp dao nè, sức cán nè. Quá đã luôn. Mình không chặt nó cũng già. Không chặt nó cũng vàng các bạn. 2-1 rồi. Một này ngon nhất rồi. Quá đã thôi, cái đùi nó mập ú luôn. Vô anh em ơi. Tao một ăn. Này là về phải chiều nay tốn 2 cái giò heo. Quá đã ha. Rồi đi theo Thanh Cao chúc thăm tiết 5 cái lợp đó hên xui ha. Anh các bạn, cá này nó nổi lên luôn rồi. Do hôm nay nước cạn á. Cạn nổi lên. Không có rồi.
phải bữa đực bữa cái chứ đặt lờ mà vô không cái ai cũng đặt hết sao không. Rồi tiếp tục đi thăm thôi. Còn cái lờ mất rồi chứ. Con cá ngoài nó gớp. Gớp ngoài không không gớp con lờ. Gớp ngoài không cạn quá nó cá nó không vô. Gớp ngoài không. Nước này đồng sát quá mà. Đít khủi đít rồi anh em ơi. Đây còn cái nữa. Chết rồi anh em ơi. Ô vô vô con ăn ổi. Được một em ăn ổi. Ờ, cái chót cũng đỡ quá ha. Kêu bằng hốt phụ chót nha các bạn. Hốt lột chót được một em cá lóc đồng. Đã không? Cá này là nướng ăn là phầy luôn à. Đồng cái nó mạnh lắm. Ok. Ok, ok. Đặt sâu rồi nước nó cá nó mới vô, còn mà cá nãy vô cạn quá cái cá nó đâu ngập cái hơn rồi cá vô rồi xong nghỉ.